Tâm An xin được mến chào tất cả quý khán thính giả của Audio Hải Ngoại. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay Tâm An lại xin được gửi đến quý vị một tâm sự trong chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Và tâm sự có tựa đề: Em lừa gạt và biến tôi thành kẻ đổ vỏ. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết tâm sự này nhé. Là đàn ông, để nói ra những tâm sự của mình là một điều rất khó khăn. Càng khó hơn khi viết chúng lên như thế này. Bất chợt tôi có ý nghĩ viết lên những dòng này để chia sẻ, để xả được những bức xúc mà tôi giữ trong lòng bấy lâu nay. Đây là cách chia sẻ tốt nhất với tôi trong lúc này, bởi tôi chẳng thể kể với ai câu chuyện xấu hổ của tôi cả. Tôi lấy vợ đến nay đã được gần 2 năm. Ngày cưới em, tôi ấp ủ trong mình bao nhiêu mơ ước về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay, nỗi đau khổ, dằn vặt, oán hận của tôi với em lại càng nhiều. Tôi hơn vợ 10 tuổi. Khi chúng tôi kết hôn, cô ấy mới 20 tuổi. Tôi quen em qua một người bạn giới thiệu. Ngay từ ngày đầu gặp em, tôi ấn tượng bởi đôi mắt trong sáng, vô tư và sự nhí nhảnh của em. Đối với một người đàn ông 30 tuổi như tôi, sự xuất hiện của em như một làn gió mát lành, mới mẻ, khuấy động cuộc sống yên ả đang có của tôi. Có lẽ bởi có vẻ ngoài khá bắt mắt nên tôi cũng chiếm được tình cảm của em. Gần 2 tháng sau ngày đầu gặp mặt, tôi và em bắt đầu hẹn hò. Tôi không quá vội vàng trong việc gần gũi em, nhưng sau 6 tháng yêu đương, chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau. Rồi một ngày, em hẹn gặp tôi và báo là em có thai. Tôi rất vui mừng, không một chút đắn đo. Tôi cầu hôn em. Tuy có một chút ngập ngừng, nhưng có lẽ vì cái thai trong bụng nên em đã gật đầu đồng ý. Tôi thầm trách bản thân không cẩn thận khiến em phải lấy chồng sớm, khi có lẽ bản thân của em chưa sẵn sàng. Vậy nên tôi cố gắng yêu thương và chiều chuộng em nhiều hơn để bù đắp lại cho em. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, chúng tôi chuẩn bị đám cưới khá nhanh. Tôi rất bất ngờ khi em nói em giấu cả bố lẫn bạn bè chuyện em mang thai trước khi cưới. Em còn muốn tạm bảo lưu kết quả học tập ở trường vì em thấy xấu hổ với bạn bè. Tôi nghe xong lại càng thương và thấy có lỗi với em nhiều hơn. Tất nhiên tôi đồng ý với em. Chỉ cần là điều em muốn, tôi sẽ không bao giờ từ chối. Sau này tôi sẽ bù đắp cho em, bù đắp tất cả. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra như ý muốn của tôi. Cưới nhau xong, tôi đưa em đi khám thai. Bác sĩ báo cho chúng tôi một tin mừng. Cái thai ở trong bụng em 70% là bé trai. Tôi sung sướng lắm. Tuy với tôi, trai hay gái không quan trọng, nhưng cứ nghĩ đến cái việc mà mình sắp được làm bố, tôi lại thấy lâng lâng. Và tai ương bắt đầu từ cái ngày mà tôi đưa vợ đi khám thai lần thứ hai. Khi ấy em mang bầu tháng thứ tư. Hôm trước hai vợ chồng ăn cơm tối, em nói với tôi là sáng mai muốn tôi đưa em đi khám thai. Tôi hơi thoái thác vì lý do ngày mai đầu tuần công việc của tôi rất nhiều. Em giận lắm, chẳng nói chuyện với tôi suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đành gọi điện xin phép sếp cho tôi nghỉ một buổi để đưa vợ đi khám. Trước nay tôi là một người làm việc rất có nguyên tắc và chủ động trong công việc, nên khi xin nghỉ bất chợt, tôi bị sếp cảnh cáo. Sáng ấy tôi phải báo cáo trong cuộc họp. Tôi rất bực mình nên cũng hậm hực trách cứ em, không hiểu và thông cảm cho chồng. Trên đường đưa em đi mà đầu óc tôi không tập trung. Thấy thái độ của tôi như vậy, em tỏ vẻ bực bội và làm thinh, không thèm ôm eo chồng tình cảm như trước. Rồi có lúc em lải nhải, bảo là tôi ích kỷ, không quan tâm đến vợ lúc đang mang bầu. Tôi bực mình, tôi phóng gà thật nhanh để em phải ôm tôi. Em sợ và nói tôi là anh đi chậm lại, nhưng tôi không quan tâm. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe mô tô sang đường bất chợt. Vì cả hai bên đều đang đi quá nhanh nên tôi không phản ứng kịp. Hai vợ chồng cùng ngã xuống.
tôi đập đầu xuống đất, khiến tôi choáng váng. Khi qua cơn choáng váng, tôi lập tức nhìn về phía em. Vợ tôi nằm nhăn nhó dưới nền đường, tay cô ấy ôm bụng đau đớn. Những người đi đường đã gọi giúp chúng tôi một chiếc taxi. Tôi vội vàng đưa em đến bệnh viện với một linh cảm rất xấu. Và linh cảm ấy đã đúng. Đứa con chưa kịp chào đời của tôi đã ra đi mãi mãi. Em đã khóc rất nhiều. Sức khỏe của em lại yếu, nên phải ở lại bệnh viện thêm mấy tuần để theo dõi. Sau khi ở bệnh viện về, em trở nên ít nói hẳn. Cô gái hoạt bát hồn nhiên mà tôi biết trước đấy, giờ đã không còn. Thay vào đó là một người trầm lặng, ủ rũ. Tôi thương em lắm, nhưng tôi không làm được gì nhiều cho em. Ngoài thời gian đi làm, tôi chỉ biết quanh quẩn bên vợ, quan tâm chăm sóc, cố gắng làm cho em vui. Điều đáng nói là sau khi xảy ra sự việc ngày hôm ấy, em không hề oán trách tôi nửa lời. Nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình. Nếu ngày đó tôi lý trí hơn một chút thì đã không xảy ra cơ sự này. Tôi luôn muốn yêu thương, luôn luôn muốn bù đắp cho em rất nhiều có thể. Tôi không để cho em đụng tay vào làm việc gì. Đi làm tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa về nấu cơm cho vợ, quần áo, nhà cửa tôi cũng ôm hết. Trái lại với sự cố gắng của tôi, dường như em không thể vượt qua được rào cản tâm lý. Buổi tối em ngủ, em không còn chủ động rúc vào người tôi nữa, cũng ít khi nói chuyện với tôi. Em thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí có khi còn thức trắng đêm. Hơn nửa năm sau cú sốc đó, tình trạng của em khá dần. Tôi rất mừng nên luôn khuyến khích em đi học tiếp, ra ngoài chơi với bạn bè. Tôi muốn em tìm lại được niềm vui như trước kia. Tôi không bao giờ nghĩ việc tôi luôn động viên em đi học và ra ngoài chơi lại mang lại một hậu quả tệ hại như bây giờ. Đi học lại, em không còn chuyên học hành nữa. Em tiếp xúc với rất nhiều loại người, mặc dù tôi can ngăn rất nhiều. Tôi thấy em bắt đầu hút thuốc, ăn mặc thoáng đãng, đi chơi khuya với bạn. Dù không thích, nhưng nghĩ cho em nên tôi không mắng mỏ mà chỉ khuyên bảo, nhắc nhở em chú tâm vào học hành và chăm lo cho gia đình. Mới đây có một đêm, tôi chờ mãi em không về. Tôi gọi điện thì em không nghe máy. Tôi lo lắng nên tôi nhắn tin hỏi em ở đâu để tôi đến đón. Em nhắn tin lại cho tôi: "Bây giờ anh còn muốn quản cả thời gian của tôi nữa à?" Tôi không nhắn tin lại mà thức chờ em đến sáng. Em về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi đưa em lên phòng ngủ rồi mới đi làm. Hôm ấy đi làm về, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với em rằng em không nên sống như vậy nữa. Đáp lại bằng một thái độ dửng dưng, em nói: "Cuộc sống riêng của em, anh không có quyền can thiệp. Từ bây giờ, em sống như thế nào là quyền của em." Tôi không làm chủ được mình và quá lo lắng cho em. Tôi đã to tiếng với em. Em tức giận, em gào thét, em khóc lóc, em nói: "Anh đã làm tôi mất đi đứa con của mình. Bây giờ anh còn muốn gì nữa?" Thế rồi em bỏ nhà đi từ hôm ấy. Nghe em nói mà tôi ngỡ ngàng. Hóa ra em vẫn luôn oán trách tôi chuyện đấy. Mà em oán trách tôi cũng đúng thôi. Đến tôi còn oán hận mình cơ mà. Tôi tự nhủ khi em về tôi sẽ xin lỗi em, sẽ yêu thương và quan tâm em nhiều hơn. Nhưng em vẫn tắt máy, không gọi cho tôi dù một cuộc, mặc cho tôi vô vọng tìm kiếm em hàng tuần trời. Tôi chờ em và đúng một tuần thì cuối cùng em cũng về nhà. Nhưng tôi thực sự không tin vào mắt mình. Em không về nhà một mình mà mang theo một người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều trong trạng thái loạng choạng, đi không vững. "Sao em lại có thể đến mức này, còn dẫn đàn ông về nhà nữa? Em có còn để tôi vào mắt nữa không?" Lúc ấy tôi tức giận, giật mạnh em về phía mình, khiến người đàn ông kia ngã lăn ra đất. Em không thèm nhìn tôi mà lập tức đỡ hắn dậy, rồi dìu hắn lên ghế sofa nằm. Em kéo tôi vào phòng rồi nhẹ nhàng buôn một câu: "Đó là người em yêu. Từ nay em sẽ bắt đầu cuộc sống mới với anh ta." Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy.
Tôi đã bắt đầu nói lại, nhưng em chỉ im lặng. Ngập ngừng một lúc, em lại nói tiếp. Em xin lỗi nhé. Ngay từ đầu, em không nên lừa dối anh. Nhưng giờ em nghĩ em nên thú nhận tất cả rồi. Cái thai đấy không phải là thai của anh. Tôi không tin được vào những gì mắt thấy, tai nghe. Không thể chịu đựng được chuyện này. Tôi làm ầm lên và đuổi em và kẻ kia đi ra khỏi ngôi nhà của mình. Tôi cần thời gian để bình tĩnh và hiểu được hết mọi chuyện. Đây là kết quả của sự cố gắng, kiên nhẫn và tình yêu của tôi dành cho vợ bấy lâu ư. Đầu óc tôi giờ rối tung, tôi không còn đủ minh mẫn để phán xét điều gì. Hay là em luôn giữ trong lòng sự oán hận về tôi, em thay đổi và nói dối tôi như vậy là do cú sốc đó. Hay tôi đã bị em lừa dối ngay từ đầu và em đã có ý định biến tôi thành một kẻ đổ vỏ cho người khác. Tôi không biết nữa, vì phương án nào cũng có thể. Xin hãy giúp tôi nhìn nhận lại vấn đề một cách thấu đáo. Và xin hãy cho tôi lời khuyên. Vâng, quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa mới nghe một tâm sự. Thật sự là lắng nghe xong cái tâm sự này, sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc dành cho anh đối với Tâm An mà nói là rất nhiều. Và Tâm An và quý vị khán thính giả sẽ cùng cho anh rất nhiều lời khuyên bổ ích. Và quý vị khán thính giả thân mến, quý vị hãy cho anh ấy những lời khuyên chân thành nhất ở dưới video này nhé. Còn đối với Tâm An thì Tâm An cũng muốn chia sẻ vài điều, những cái lời tâm huyết nhất của bản thân Tâm An dành cho vị khán thính giả của chúng ta. Là những gì mà trải qua đối với cuộc hôn nhân này, đó là một sự mất mát. Hạnh phúc thì có, đau khổ cũng có. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quan niệm rằng nếu như hôn nhân mà chúng ta đong đếm quá nhiều sự mất mát, chúng ta cứ đong đếm và đổ lỗi cho nhau, đó là một cuộc hôn nhân bất hạnh. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này, tình yêu thì ít đúng không ạ? Chỉ vỏn vẹn có 6 tháng trời đã mang bầu và kết hôn. Cái thời gian để yêu thương, tìm hiểu một người, nó nên kéo dài hơn nữa. 6 tháng chúng ta chỉ nên biết về những cái mặt tốt đẹp của nhau, mà chúng ta chưa biết được rằng là con người có những cái mặt xấu, có những cái mặt chưa hoàn thiện, và chúng ta cần thời gian để trau dồi với nhau nhiều hơn. Có thể là không biết được rằng cái thai trong bụng của anh có phải là của người khác hay không, và anh đang phải đổ vỏ hay không. Nhưng nếu như mọi chuyện đã qua rồi, đúng không ạ, thì bây giờ Tâm An có những cái lời khuyên như thế này. Anh nên tìm lại vợ của mình và cần phải ngồi lại để nói chuyện với nhau. Chúng ta không nên cáu gắt, không nên giận hờn, không nên đổ lỗi cho nhau nữa. Chúng ta cần phải nhìn lại, cùng chia sẻ, cùng tìm ra hướng giải quyết. Vợ của anh thì còn quá trẻ, chưa vào đời nhiều, đang còn là một cô sinh viên, đang còn đi học. Sự va vấp về hôn nhân là một con số 0. Nếu như nhỏ nhẹ không được, thì cuối cùng là chúng ta phải đành chia tay nhau thôi. Nếu như muốn cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn, thì điều Tâm An vừa nói là ly hôn ấy ạ, thì có thể là một hướng đi giải quyết đúng đắn nhất vào lúc này. Đúng là một cuộc hôn nhân sau khi mà chia tay thì không biết được rằng là tương lai nó sẽ như thế nào. Chỉ biết được rằng là ở trước mắt sẽ có rất nhiều nỗi buồn, đau khổ, sự dằn vặt nữa. Và Tâm An biết là anh đang dằn vặt. Anh không biết là anh đã làm gì sai, bao nhiêu tâm huyết của anh dồn vun đắp vào cái cuộc hôn nhân này thì nó không được một sự hạnh phúc nào hết. Tất cả đang là một sự bế tắc. Và đúng là anh cần thời gian để bình tĩnh, để hiểu hết mọi chuyện. Tâm An hiểu điều này. Và đó là những gì mà Tâm An muốn gửi đến anh thôi. Còn quý vị khán thính giả, nếu quý vị đồng tình với Tâm An thì quý vị cũng comment cho Tâm An biết với nhé. Còn nếu như quý vị có những ý kiến khác thì Tâm An cũng rất vui nếu như quý vị để lại những cái ý kiến ở dưới video này. Chúc anh có thật nhiều niềm vui và sức khỏe để bình tĩnh giải quyết mọi khúc mắc trong cuộc sống của mình. Còn quý vị thân mến, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị cũng đã lắng nghe tâm sự cùng với Tâm An và chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.